Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Họ và tên Lương Tam Quang, ngày sinh 17 tháng 10 năm 1965, dân tộc Kinh, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngày vào đảng 21 tháng 11 năm 1998, ngày chính thức 21 tháng 11 năm 1999. Chuyên môn nghiệp vụ cử nhân luật, an ninh. Lý luận chính trị cao cấp. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Khen thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhất, hạng nhì. 4 huân chương huy chương của nhà nước Lào, Huân chương Anh dũng hạng nhất, Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị. Tóm tắt quá trình công tác, từ tháng 11 năm 1983 đến tháng 8 năm 1985, học viên trường An ninh 4. Từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 11 năm 1989 đến tháng 8 năm 1994, học viên Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Từ tháng 9 năm 1994 đến tháng 4 năm 1996, cán bộ Cục Trinh sát Ngoại tuyến Tổng cục An ninh Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Từ tháng 5 năm 1996 đến tháng 9 năm 2006, cán bộ Cục An ninh Kinh tế Tổng cục An ninh Bộ Công an. Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 3 năm 2009, Phó trưởng phòng Cục An ninh Kinh tế Tổng cục An ninh Bộ Công an. Trưởng phòng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 12 năm 2009, Phó Cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 7 năm 2010, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Tổng hợp, Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an. Từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 9 năm 2017, Cục trưởng, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 11 năm 2014, được thăng quân hàm thiếu tướng. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019, Chánh văn phòng Bộ Công an. Tháng 1 năm 2019, được thăng quân hàm trung tướng. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, Thứ trưởng Bộ Công an, được bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tháng 5 năm 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tháng 1 năm 2020. Từ tháng 1 năm 2021 đến nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 1 năm 2022, được thăng quân hàm Thượng tướng. Thượng tướng Lương Tam Quang được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Chiều 6 tháng 6, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với Thượng tướng Lương Tam Quang. Cho đến khi được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ này, Thượng tướng Lương Tam Quang là Thứ trưởng Bộ Công an. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua. Như vậy, Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành người kế nhiệm của Đại tướng Tô Lâm, người được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước hôm 22 tháng 5. Với việc Thượng tướng Lương Tam Quang trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, bộ máy lãnh đạo của đơn vị này hiện có 5 lãnh đạo, gồm Bộ trưởng Thượng tướng Lương Tam Quang và 4 Thứ trưởng: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long. Được thăng cấp bậc hàm Trung tướng năm 2019, ông Lương Tam Quang nhậm chức Thứ trưởng Bộ Công an vào giữa tháng 8 cùng năm. Gần 2 năm sau, ông kiêm thêm nhiệm vụ Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, ông Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Một năm sau, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức. Sáng ngày 22 tháng 5, ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026, Tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí Tô Lâm khẳng định, thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận lời tuyên thệ. Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho đồng chí trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhận trọng trách cao cả này. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là vinh dự, là trách nhiệm to lớn, đồng thời là cơ hội để cùng với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân theo con đường mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn, tân Chủ tịch nước phát biểu. Nhận định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế như ngày nay, đồng chí Tô Lâm khẳng định đây là những tiền đề hết sức quan trọng để đồng chí có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao trên cương vị Chủ tịch nước. Song tình hình hiện tại cũng đặt ra yêu cầu, kỳ vọng cao hơn trong giai đoạn phát triển mới nhằm tạo ra những kỳ tích mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng chí trang trọng cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước đã được hiến định, tích cực thực hiện nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ cùng với các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đi đôi với củng cố trật tự, kỷ cương, tập trung lãnh đạo xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, hiện đại hóa đất nước. Kiên định và triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại mang đậm bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, chủ động tích cực hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với sức mạnh thời đại, góp phần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa nước ta với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xử lý hiệu quả từ sớm từ xa mọi thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục tích lũy thế và lực, củng cố vai trò vị trí của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên cơ sở thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Với sự thống nhất giữa ý Đảng lòng dân, hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh trường tồn, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc, đồng chí Tô Lâm nêu rõ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!